chào mừng cả nhà YouTube nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Máy Hàng Cô Bê của em Hường ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên em cũng xin chúc cả nhà có một buổi tối nha, xem video thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Thì hôm nay em Hường lại tiếp tục review lại cái phiên bản Mic Fuji. Nói chung là một phiên bản đời mới, một phiên bản cao cấp. Và hiện tại hôm nay em Hường sẽ xả kho giảm tới 1 triệu đồng cho cái phiên bản Mic đời mới của Nhật này nha cả nhà nha. Và cái mẫu này thì hôm trước em cũng có vui hộp rồi, thì em để em vui lại là một bộ. Thì cả nhà mình sẽ kèm theo trong đây là những có những cái gì nha cả nhà nha. Đây là một phiên bản cao cấp nhất chính hãng Fuji của Nhật Bản nha cả nhà. Đây nha cả nhà nha. Đầu tiên là theo máy thì nó sẽ có một bộ dây súng mít nha cả nhà nha. Mà cái bộ dây này dài tới 3 mét nha cả nhà. Rồi tiếp theo cho cả nhà là một sợi dây kìm hàng kẹp mát. Kẹp mát là kẹp mát to luôn ha. Sợi dây kìm này luôn nha cả nhà. Đó, đầy đủ dây kìm kẹp mát cho cả nhà mình luôn ha. Rồi một cái mo hàng cầm, một cái búa trà sỉ nha cả nhà. Rồi đây là máy nè. Bên trong này nó sẽ kèm theo cho cả nhà mình cả một cái mo hàng cầm tay, sách hướng dẫn cho cả nhà mình luôn ha. Đó, cái phiên bản này là rất là đang giảm rất là sâu nha cả nhà nha. Đây là phụ kiện kèm theo của hãng ha cả nhà. Còn riêng nếu mà cả nhà mình đăng ký kênh, comment, chia sẻ bài viết này thì em sẽ tặng luôn cho cả nhà mình những cái combo để đủ bộ cho cả nhà mình xài. Là đây, em sẽ kèm theo cho cả nhà mình là một cuộn dây, cuộn dây hàng loại thuốc. Dây này là xài dây một ly ngọt cho nên em sẽ tặng luôn dây một ly cho cả nhà mình ha. Dây này mình hàng sắt kèm inox được luôn. Kính điện tử luôn nha cả nhà, kính điện tử luôn ha. Rồi, ba cái bếp và một cái chụp inox sơ cua nha cả nhà nha. Đó, đây là 1 2 3 4 món quà mà em Hường tặng kèm. Còn theo máy là sẽ có 1 nè, 2 nè. 3 nha cả nhà nha. 4 5 6. 6 món nha cả nhà ha. 6 món với lại 4 món em Hường kèm thêm cho cả nhà mình, tổng sẽ là 10 món nha cả nhà. Rồi đây. Đây là một phiên bản gọi là phiên bản cao cấp và hôm nay em Hường big sale với giá giảm tới 1 triệu đồng một máy luôn. Bộ này nếu mà cả nhà mình theo kênh của em Hường lúc trước là nó tới 2.950.000. Hôm nay em Hường xả kho chơi lớn luôn, giảm 1 triệu đồng, chỉ còn 1.950.000 thôi nha cả nhà nha. Màn hình đèn led nha cả nhà. Đó, và cái mẫu này thật sự là hàng chính hãng Fuji của Nhật, nó sẽ có tem chống giả, tem chính hãng của hãng ở trên máy nha cả nhà. Thì tem này thì khi mà về thì khi cả nhà mình nhận được máy thì hai thông tin này nó chưa có kích hoạt bảo hành, chưa có cào gì hết. Thì về cả nhà mình cào giúp em, cào cái bên mã vạch quét Zalo là ok nha cả nhà. Hoặc cào bên này mình soạn theo cú pháp tin nhắn nó sẽ ra thông tin của máy ha. Đây, để em cắm điện lên em sẽ hướng dẫn nói rõ hơn chi tiết cái công dụng của máy nha cả nhà. Nói chung mẫu này riêng máy không nặng khoảng 3,2 kg nha cả nhà nha. Và nguyên một bộ mà em Hường giao tới cho cả nhà mình tầm khoảng 8-9 kg. Đây, đời mới nè. Màn hình đèn led rất là ok nha cả nhà nha. Và cái nút này là cái nút điều chỉnh độ ngấu của mỗi hàng, để cho cả nhà mình hàng tôn bàn ghế inox là không lủng. Chút xíu nữa em Hường hàng trên cái ghế inox luôn nha cả nhà nha. Và cái nút này là nút điều chỉnh ampe. Nếu như mà cả nhà mình vặn cùng chiều kim đồng hồ là mình hàng sắt dày nha. Mình giảm ngược chiều kim đồng hồ là cả nhà mình hàng sắt mỏng nha cả nhà. Và cái hình ngón tay này nó sẽ chuyển đổi từng chế độ hàng cho cả nhà mình nè. Đây, đèn đầu tiên ARC là cả nhà mình hàng que ha. Đèn số 2 0.8 là hàng mít. Đèn số 3 1.0 cũng hàng mít. Đèn cuối cùng là hàng light, tức là mình hàng inox nha cả nhà nha. Đây, và cái này là cái cọc của sợi dây xuống mít nha cả nhà. Cái cọc này là kẹp mát, còn cái cọc này sẽ là để cái kìm hàng que. Và cuộn hàng cả nhà mình sẽ lắp sẵn ở trong đây. Thì khi mà đi á, em Hường sẽ test kỹ máy. Em sẽ đóng cái cuộn hàng này vô cái máy kỹ cho cả nhà mình luôn. Và bây giờ cả nhà mình cùng em test thử cái mẫu này mình hàng trên inox có được hay không nha, sắt có được hay không. Và cùng em chia sẻ video nha cả nhà. Rồi đây nha cả nhà, bây giờ cả nhà mình cùng em trải nghiệm hàng trên một chiếc ghế inox rất là mỏng nha cả nhà nha. Chiếc ghế này em mới lấy ở bên kho ra. Thì thật sự ghế inox mà để mà hàng được chiếc ghế này thì thật sự không phải máy nào cả nhà mình cũng hàng được đâu nha cả nhà. Nó có những cái dòng máy mít nhưng mà mình hàng nó rất là khó, tại vì bàn ghế inox nó rất là mỏng nha cả nhà. Ví dụ như mấy anh mà có tay nghề thì em không nói, ví dụ như em này hoặc là cả nhà mình, ai không có tay nghề mà hàng trên chiếc ghế này rất là cực kỳ khó luôn. Nếu mà hàng đủ hàng thì càng khó hơn nữa nha cả nhà. Thì em sẽ đưa ra
cái phiên bản Mic Fuji đời mới, màn hình đèn LED này nó sẽ có cái nút điều chỉnh cái độ ngấu của mỗi hàng. Cái nút này là nó rất là quan trọng, là khi mà cả nhà mình hàn những cái tấm tôn inox rất là mỏng hoặc là bàn ghế inox là siêu dễ, không lủng, không cần tay nghề cả nhà nha. Và tiếng hàn cực kỳ là ngọt luôn. Rồi, khi đi á, thì em thường sẽ lắp sẵn cái cuộn hàn vô máy cho cả nhà mình như thế này nha cả nhà nha. Thì em sẽ quấn băng keo cố định dây cờ kỹ cho cả nhà mình luôn. Ra tới nơi thì cả nhà mình chỉ có tháo băng keo ra. Đầu tiên là mình sẽ gạt cái cầm màu đen này xuống nè. Cả nhà mình nhấc cái miếng đen kế bên lên. Tay trái thì cả nhà mình vịn cuộn hàn, tay phải là cầm cái sợi dây nè. Cả nhà mình kéo cho nó dư ra ngoài tầm khoảng 8-9-10 phân giùm em ha cả nhà. Sau đó mình gạt cần này xuống, khóa cái bộ đẩy này lên để cho nó cố định dây nha cả nhà nha. Rồi, thì trong thùng nó có sợi dây xuống mít thì cả nhà mình sẽ lấy cái sợi dây xuống mít ra. Đây nè. Đây, sợi dây xuống mít thì nó sẽ có cái lỗ này nha cả nhà mình nha. Mình sẽ luồn cái sợi dây thừa vào cái lỗ cho em Hường ha. Và cả nhà mình cho nó vô khớp rồi mình siết, khi mà đã vô khớp siết cùng chiều kim đồng hồ lại cho nó cứng nha cả nhà. Cái khớp nối này nó sẽ có cái rãnh gắn vào cái cọc nhỏ bề ngoài giùm em ha. Rồi sau đó cả nhà mình sẽ bật máy lên, em sẽ hướng dẫn điều chỉnh máy nha. Rồi tiếp theo thì cả nhà mình sẽ như thế này nè. Đầu tiên hai nút này thì cả nhà mình tăng hết cỡ lên cho em nha. Rồi sau đó mình sẽ bấm vô cái hình ngón tay, chuyển sang cái đèn. Đèn đầu tiên là hàng que nha. Đèn số 2, số 3 là mình hàng mít. Đèn cuối cùng là mình hàng light tích nha cả nhà. Nếu mà hàng mít thì cả nhà mình hàng một trong đèn, hai đèn số 1 và số 2, số 3 nha. Đó, và cái dây kẹp mát nè, cả nhà chuẩn bị cho em một cái sợi dây kẹp mát nha. Đây, sợi dây kẹp mát, cái cọc này mình sẽ gắn vào cái cọc đỏ nha cả nhà. Đó, còn cái kẹp mát này kẹp vô vật liệu hàng cho em ha. Đó. Rồi, sau đó cả nhà mình sẽ kéo thẳng cái cò mít này ra nha cả nhà nha. Mình kéo thẳng ra ha. Em bỏ đi lên tí thôi, em dễ hàng nha cả nhà. Rồi, mình kéo thẳng cái cò mít ra. Cả nhà mình bóp giữ cái cò ha. Bóp giữ cái cò như thế này nè. Thì khi đó cuộn hàng nó sẽ quay nhanh ra ngoài. Thì ra tới ngoài đầu bếp là mình hàng thôi nha cả nhà. Rất là đơn giản và dễ sử dụng ha. Rồi, cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh. Cho em Hường xin một lượt like, đăng ký, comment và chia sẻ nha cả nhà. Rồi sau khi dây lú ra ngoài rồi nè cả nhà, thì hàng cái ghế inox này ha, thì để em giảm âm be xuống một tí nha cả nhà. Rồi ok, bây giờ em sẽ hàng thử nha cả nhà nha. Rất là đơn giản nha cả nhà, nói chung là cả nhà mình cùng em xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ hàng cái này nha cả nhà nha. Đây ha, em sẽ hàng cái này đi. Đây, em sẽ hàng khúc chỗ này nha cả nhà. Đó, em bỏ dây xuống đây. Cái khúc chỗ trống này nha cả nhà nha. Xem thì nó có dễ hàng hay không nha cả nhà. Rồi. Cho nó nhanh nguội nha cả nhà nha. Đó, cả nhà mình thấy mối hàng nó bung không? Nó bung trắng không? Rất là trắng nha cả nhà, cực kỳ sáng trắng, sáng bóng luôn nha cả nhà nha. Cái chiếc ghế inox này thật sự nó cũng cũ lắm luôn rồi đó cả nhà. Đây, cả nhà xem mối hàng quá ok không? Quá tuyệt vời nha cả nhà. Nhưng mà đặc biệt một điều á là nó sẽ không có lủng nha cả nhà. Nó không có lủng một chút xíu gì luôn, không lủng và không cần tay nghề nha cả nhà nha. Và khi mà nãy cả nhà mình nghe tiếng hàng không? Nó rất là đã nha cả nhà, tiếng hàng nó rất là mê luôn, giòn và ngọt cực kỳ cao luôn nha cả nhà. Đây cả nhà mình xem cái mối hàng em Mường hàng chưa, nó không có lủng một chút xíu gì hết trơn luôn nha cả nhà, rất là ngọt ngào luôn ha. Ví dụ như cái lỗ hở này mà mình hàng đó nha cả nhà, nó cũng dễ lắm nha. Đây em hàng nguyên cái lỗ hở này cho nè. Đây cả nhà xem nè, hàng nguyên có lỗ hở, đất vẫn rất là tốt nha cả nhà. Cái này hở tới 5-6 ly mà inox mà mỏng mà hàng mà nó có một cái độ hở thì thật sự nó rất là khó hàng nha cả nhà nha. Cực kỳ khó luôn chứ không phải đơn giản đâu mà cả nhà mình thấy không.
đắp cái độ hở nó cực kỳ là ok luôn nha cả nhà. Đây đó, cả nhà thấy mới hàng không? Rất là sáng chưa, tuyệt vời chưa cả nhà. Nói chung là rất là đơn giản và dễ hàng nha cả nhà nha, dễ cực kỳ. Mà cả nhà xem cái độ hở khi nãy nó bằng ở dưới nè đó, nhưng mà em Hường hàng đắp luôn mà cả nhà mình thấy không, rất là ok không. Thật sự cái mẫu này là mình hàng tới đâu là ngon tới đó. Đây nè cả nhà, mình cứ nghe tiếng hàng là cả mình cảm nhận nè, tiếng hàng ha. Đó cả nhà mình nghe tiếng này nha. Đó, khá con chưa cả nhà, mình hàng tới đâu là thật sự rất ngon tới đó luôn nha cả nhà nha. Đó, em Hường hàng thực tế lắm cả nhà, cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm xài thoải mái nha cả nhà nha. Hàng bàn ghế nóc, những anh nào mà làm đạp cưới á, bàn làm đạp cưới á, thì cả nhà mình xài cái phiên bản này đây nè, quay vô đây, rất là dễ hàng nha cả nhà. Đây cái mối thì em Hường mới vừa hàng xong ha, chế nước vô cho nó nhanh bung nè. Đó, khi mà cả nhà mình nghe tiếng hàng là cũng cảm nhận được rồi nha cả nhà. Nói chung là rất là dễ hàng. Đó, cả nhà mình thấy không, nó không lủng một chút xíu gì hết trơn đó nha cả nhà nha. Và mình hàng trên bàn ghế này thật sự rất là dễ, và mối hàng nó rất là sáng, rất là ok nha cả nhà. Không lủng, không cần chút xíu tay nghề gì luôn nha cả nhà nha. Đó, rất là ok nha cả nhà. Đây à, đó, cả nhà mình thấy cái độ dễ hàng của cái phiên bản Mix Fuji đời mới, màn hình đèn LED của Nhật nha cả nhà. Mẫu này thật sự mức giá chỉ có 1.950.000 là quá rẻ cho cả nhà mình sử dụng luôn. Rồi, hàng inox xong rồi, bây giờ cả nhà mình cùng em hàng thử trên sắt ha. Rồi bây giờ cả nhà mình sẽ cùng em hàng sắt thử nó có ok hay không nha cả nhà nha. Nói chung là hàng inox mà mỏng ba diêm như cái ghế mà đã đơn giản rồi thì hàng sắt thì nó khá là đơn giản nha cả nhà. Bây giờ em sẽ hàng góc 90 độ ha, trên sắt 1 ly nha cả nhà. Đây, đầu tiên là mình sẽ đứng trước nha cả nhà, rồi sau đó mình mềm ha. Rồi, đứng một bát lại đây dính luôn cái tủ này. Đó, khá là ngon ha. Bây giờ em cho này thử nha. Hàng góc 90 độ làm cũng một thử thách rất là khó nha cả nhà. Nếu mà anh nào làm nghề thì xài luôn ngay cho em cái phiên bản này. Thật sự cả nhà mình nghe tiếng hàng nó rất là mượt ha. Đây cái mối hàng này cả nhà, đây là chưa qua xử lý nha. Và cả nhà mình xem này, nó áp sát vật liệu hàng nè. Bây giờ em sẽ gõ nhẹ cái mối hàng này ra nha cả nhà nha. Đó cả nhà mình thấy không, mình gõ tới đâu là cái mối hàng nó sáng tới đó nha cả nhà. Em sẽ chà nhẹ nó ra ha. Ở nhà mình xem cái đường hàng nè. Nói chung là con máy này thật sự là hàng của Nhật, thì cho ra cả nhà mình cho ra một cái mối hàng nó rất là chắc chắn, rất là mượt. Đây cả nhà mình xem nè, không phải thợ hàng nha, em không phải là thợ hàng, nhưng mà cả nhà mình xem cái mối hàng này rất là ok không. Nói chung là nó áp sát vật liệu hàng và cái mối hàng nó rất là ngấu, rất là chắc nha cả nhà. Đây cả nhà mình xem đường hàng chưa, khá là ok nha cả nhà nha. Trong khi đó em không phải là thợ hàng, còn nếu mấy anh là thợ hàng thì hàng rất là đẹp và rất là ngọt nha cả nhà. Đó cả nhà mình thấy cái đường hàng quá đã chưa. Nói chung là con này thật sự khi mà cả nhà mình nghe tiếng hàng là cũng cảm nhận được ha cả nhà, rất là ngon luôn. Hàng sắt kẽm inox rất là ok nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình chuyển sang hàng que nha. Hàng que thì đơn giản lắm, cả nhà mình sẽ chuyển sang hai cái đèn này nè, là hai cái nút này tăng hết cỡ cho em, bấm vô cái ngón tay này chuyển sang cái đèn đầu tiên nha cả nhà. Chuẩn bị cho em một sợi dây kìm hàng que ha cả nhà nha. Rồi cái kìm hàng que mình sẽ gắn vào cái cọc kia, cọc còn lại nha. Rồi bây giờ em sẽ test trên cái đũa vali 2 luôn nha cả nhà. Đây là cái đũa vali 2 ha. Đây đũa này đi, đũa nó là ướt rồi cả nhà, mà em chế nước là ướt. Rồi em sẽ hàng thử nha. Cái nút ampe mình để hết cỡ đi ha cả nhà. Đó, như thế này thôi thì cả nhà mình đã hàng que được rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy nó bắt nhớt rất là ok không? Đó, cả nhà mình thấy không? Kéo liên tục đũa ta ly 2
tay nha kể nè. Đó, rất là ok nha kể này nha. Nói chung là mình bắt mắt rất là ngọt ha. Ở hàng quê em thường không có biết hàng nhiều lắm á. Cả nhà mình thấy chưa? Hàng trên đũa ba ly 2 cũng khá là ngọt ngào nha cả nhà nha. Đây cả nhà mình xem cái đường hàng nè. Nói chung là hàng quê thì em không có biết hàng nha cả nhà nha. Đó cả nhà mình thấy cái mối hàng không? Nó rất là chắc nha cả nhà, cực kỳ ok luôn nha. Đó cả nhà mình thấy chưa? Cái đường hàng quá đẹp không? Quá mượt mà nha cả nhà. Nói chung là mình hàng quê, hàng mất đều rất là ok. Cho nên mấy anh đi công trình là thoải mái nha cả nhà nha. Rồi em xin báo giá lại là bộ này em đang giảm chỉ còn 1.950.000. Em bao ship, bao test máy, thời gian làm việc cho cả nhà mình 8-9 tiếng một ngày là thoải mái nha. Bảo hành 2 năm. Em hường ra tới nơi thì cả nhà mình được kiểm tra, test thử máy thoải mái, ok thì mới trả tiền và không cần cọc gì cho em hết nha cả nhà. Và cả nhà mình quan tâm mẫu này có thể gọi cho em những cái số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn ngay. Và thật sự cái mức giá đang giảm chỉ có hơn 1 triệu đồng. Giảm rất là rẻ luôn, chỉ có 1.950.000 thì thật sự rất là rẻ nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video của em và xin hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha.